cái nào đi học cái nó. Theo cái thuyền mật một rồi nhở? Hả? Cái thuyền mật một rồi ạ. Đã đi chưa? Ngon nha. Đi học chưa? Ừ. Hả? Ờ, chưa. Chưa. Em gì hồi đâu rồi anh hồi biên? À, đau vãi quá. Hãy chửi cho chửi làm nha. Đau vãi quá. Tí nữa cũng đủ là chửi phóng không có chửi anh mẹ. Em nào ơi, hả? Nhìn cả bên đi. Ờ, nhìn cả một bên đi em cũng định. Bông có hiệp hình thôi. Đó thì. Cắt tiền đi. À. Rồi. Đánh một tí rồi. Sao má lại ở tôi? Tôi không làm gì cả mà ơi. Nó đi rồi kìa. Đấy nè. Chị đi rồi. Ủa. Gì nữa? Anh ông nói vậy thương con cả đi. Để đi đưa thuyền này đi chứ. Lấy tha thử của nhau hộp nè. Cái bài thắng này rồi nghiệm nè. Hộp đây. Hả? Học à? Đúng rồi, lừa bà ngay để lừa mất bộ là lý thôi. Mẹ lừa bà ngay để bảo bộ nó lẻ đẹo chứ nữa. Đừng nghe không? Học ngủ. Đồ à? À đủ đụng thật là. Phải đi đâu vừa? Em đi đi, em đi lên trên nữa đi để gì? Ở đấy tỷ đó. Chị ở đấy tỷ. Em đi lên trên nữa đó. Em đứng đây. Chị chưa thực ra chị đi đâu rồi. Đấy. Ai đứng em đứng trên kia. À rồi đi. Ở gì đâu rồi? Đấy. Lần này cái con chó. À đây à. Nào, Lê Thần. Lê Thần à? À quên nó rồi. Đi đâu? À để em lấy đũa kẻ đại cho nhỉ. Ăn được, ăn được, ăn được. Thằng nó ăn một tí mà còn. Được ăn chứ. Thì thôi, ăn đi ngừa. Lại đấy. Ở đây ngon đi. Đúng rồi, ở đây ngon mà. Ngon để nổi Thôi được rồi, ở đây đi. Ừ, đúng rồi, ở đây luôn đi. Nhà đẹp như sỏi ca. Thôi động lại nhà cho đẹp. Nó bị trắng nhời mà nó. Không, nó động bên thì đó đi. Nó bị trắng nhời á. Đừng động bên lạ nữa. Nó bị hấm à. Nó đi ngủ càng đẹp nữa. Lôi được rong vậy. Em có lôi mốt. Đi chơi người nào. Cúc già mày ơi. Ngu thật. Đáng quá hồng. Không phải đi cứ để nó đi. Cứ để nó cũng biệt. Ngu. Mang gô trắng à. Không chỉ thì cái đoàn chỗ này đẹp lắm. Thấy đẹp không? Ừ. Không đúng á. Đẹp lắm. Em up lại cái chỗ bên nữa. Nhưng mà nó phải bắn nữa. Bên đi lên. Bắn cái chi thử chi năng cấm nhỉ. Mơ bố có cơm đưa mẹ cổ em đâu? Bố đi bố em mẹ cổ bố em. Wow. Hả? À. Bật lại luôn này. Mẹ cổ. Cái chỗ xinh. Ôi trời. Hôm nay sướt. Ủa? Nhâm. Nhâm lớn một thằng quá. Em đổi cái đó. Đây rồi. Em đi làm cái hồ này để cho để tìm than. Nó ăn tim mình có cả đống than đấy. Có bè cổ đấy mà. Bè cổ. Oh shit, mày có cái không? Em cổ bố dư đó. Tại sao tại tao? Tí nữa em tí nữa ráng. Tí nữa ráng qua chơi ngủ về. Đập trứng người sỏi. Đúng tin do rồi. Bỏ. Đúng tin do rồi. Hơn 100 đâu rồi à? Không gạch nhá. Bác Hà đang hỏi đồ của bà. Đồ gì? Đồ cái xe.
khổ lồ. Đúng rồi. Cười bí. Má bạn đã chịu. Nè, bí á, cái mông đến nha, tao chơi trước tè. Đúng. Chơi quài, tao chạy. Rồi. Thế đi chi nhỏ teo teo như khi đâu. Ê, thật hả? Được dạ. Thằng nhiều cái nữa. Bừa. Alo. Cái gì ấy? Trông này thật đẹp. Ảo thế à. Cởi hàng đi ra ngồi đi. Được. Đây. Đây. Ơ thằng Hiểu về rồi à? Ừ, thằng Hiểu về rồi. Bố. Kìa. Em đang đặt cái đi đó là cái hàng động em vừa làm. Giờ em quay lại cái đường hồi này. Đấy rồi, cái cửa. Chị đang ở trong đi đúng không? Đi đâu rồi? Ôi mất cháy á. Có chăn chỗ ní là đi để tí nữa chị làm cho. Ừ. Thôi là tôi. Nữa đi, chăn lại. Ta là để tí nữa đi qua. Trong đây cũng hơi ngon. Đéo. Ê nha, bụng chó nè, bụng chó người à? Nó biết ơi. Hả? Nó biết. Ê nha, bụng chó. Nó biết ra người bán. Ừ. Cô mê rửa chai đó nó nhồi, đùm mê tay lên khúc đi. Hay hơn lại sáng đi. Mê tay lên. Tưng lên khoảng mức gì chứ nè. Khoảng nhiêu khoảng này rồi điểm tôi chắc nè, tôi chắc điểm chứ nè. Nghe chưa? Cúc. Hỏi trời. Lỡ ông với thành tranh thằng rồi. Tên nó cục bộ. Má cái con nào là đi trên đây. Thôi đại phóng tôi biết. Tôi đang đi chơi. Hello. Mừng má. Lam hâm bị mất ở trong đi luôn à? Ồ. Khùng. À, nâng này. Đừng cho chị ngồi nữa. Chăn là gì lắm á. Đi không à? Này, nhìn này. Lam cắn hâm bị mất gần đấy luôn á hả? Gavalo quá. Đúng rồi, lơ. Là gần vải luôn. Được chưa? Ừ. Lấy cái cua ra. Lấy cái cua. Ừ. Em đã hái cái cua. Ok, ơi không đụng ạ. Cua gối nhì. Không. Hả? Cua khác. Cua gì? Cua khác. Cửa chí cửa đã đấy nè.
biến theo cái đó. Em ngủ ngủ nắng này. Để đi. Đây cửa đá. Đó. Bộ nha. Bộ nha chị. Bộ nha. Không bộ không nhờ. À đúng thật. Thôi đừng. Nắng cút già. À đâu. Đúng là cái cửa bên dưới. Quá nhiều tí đâu rồi nè. Được chưa? Để em ra ngoài tí để đồng mấy con chó. Ở đây nội ở đây nha mẹ được mà lấy cái cửa. Tạm nha. Ván ở ngoài kìa. Đi về. Ngóc tỏ được bụng thầy. Cái cây mi em sẽ thả chó lên nhưng mà chó bị rơi. Bụng thầy bỏ. Bụng thầy bỏ chắc á. Ván ngóc bụng thầy chám. Không phải bụng thầy năm, bụng thầy ba. Nếu gặp người sợ chắc là đập chết luôn. Ba tỏ thì chết bụng thầy ba. Chúng mua đấu lực phải bỏ đường muốn gì thì đấu lực bỏ. Đấy là em đang tạm tao tao cho chồng người sói ở đây này đi có biểu á đó tụi anh ấy ngư phạm bơi á tên anh bơi khoa học tự nhiên ở khoa học rồi thằng thiệu như cái muốn nắng ra nó tự động như thế này thừ thiệt và nữa đi ê mày ơi cái sói đấy. Cái sỏi nè bồm bồm. Cái sỏi nè. Đâu em đâu. Em nó ở trên núi Huế. Thế thôi em biết chi ở đâu nữa đó. Bồm mày. Em ở đâu vậy? À trên nữa. Thì chị lên. Trên này chị biết người sỏi đấy rồi. Chị chỗ người sỏi nhỉ? Chị chỗ người sỏi lâu rồi thế. Anh giống đến à, đấy à? Anh muốn ở đấy. Mẹ muốn đúng cái sợi à. Mấy cái con ấy. Tạ thí, em chờ coi. Ê, chờ có bóng này. Ở đây gãy đầu tiên. Xuống đây, xuống đây. Chạy ra. Đó, phải chị cứng chưa? Chị đuổi lại lên nhưng mà đuổi luôn. Ê nè ơi, xuống dưới cái hàng kia này đi. Ừ, cái hàng con chó mới đến nè, đây nè. Nuôi chó ở đây đi. Để em lại giếm để đốt con chó này ra. Chứ em ghét quá. Ở đây nhiều chó. Mấy cái con đi. Nhưng mà ghét ghét rồi. Trời gì vậy? Trời chị vô nhìn bên cao em này. Nhìn thấy nhỉ? Thấy vô chết bị được. Chị mẹ thôi chị bị la chồng hàng cho mẹ nha. Lụa. À chị về đây. Cứ sỏi bổ rồi, cứ sỏi bị bổ. Ủa. À đừng chạy luôn rồi à. Em biết nha chị đâu rồi đó. Đây nè. Cứ cho. Ê cái chạy đi. Ở đây. Ơ ừ, nè em chị ơi, đã nhiêu cho sỏi ở đấy nữa. Chị lên em đây. Cút cả nha. Mỗi lần tư. Mẹ cứ trời cho người sỏi đến nhà em á. Cút. Con để nhà ăn cặp như bún này. Dạ, nhưng có mạo không? Đấy, bao. 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 Bao.
anh phải nhồi, anh trước phải răng nhồi. Từ từ. Này. Biết rồi. Ta chưa biết lắm. Này. Con đi nè. Nổi dám em đi luôn đấy nè. Mày nha em nha nè. Mí mới nở rửa lại cho tao, tao đập mi chết. Chùa lại nó lập tức. Quán lò bên thằng bên nhà nó chạy ra thấy nó. Phải. Có cái con rồi đó. Tí nữa em nào cho anh chơi đi, chơi đi. Này em cũng cho anh chơi. Nó bên chạy á. À, nó chơi đi. À, cái trinh. À, nhà em đi. Đem lại cung, em cung mang nó bạn được kịp mà. Mày đi con chạy, tao ghét mi. Cung mà đi dụ nha tao, mày đừng có nói, mày đừng có trả tao. Đi học. Đừng có nhảy xuống. Nào thế ném quả đứng không đi, quả đang đi. Ui tỉnh luôn. Để nó lấy cái cung đi ném cái con đi kịp ra. Nào, ăn đầu luôn đấy nè. Nghỉ ngay.